cô đó vậy đó, đâu có mình cũng có duyên với cô, Dạ đúng rồi. Mới là tới là ngày hôm đó hồi nào tới giờ thiêu mình đâu có cũng ai lại đúng có không, có năm ai giúp tới gì đâu ha. cũng mười mấy năm đi làm rồi cũng mới Dạ ra được họp được năm nay lần đầu tiên ha. nhà được Nhưng đầu tôi tiên. chưa được có rảnh Dạ chắc 100 ngày, tại vì hồi cái bữa là đám làm tầng đó dạ tôi tính đi rồi, ừ tính đi rồi cũng khiến cho ấy ừ rồi, những đám làm tầng đâu bị nữa, bị à. thiêu nữa. À. Bữa nay lại thăm chú Sarun, đi đâu nãy vậy chú? Uống nước Vậy đó hả? ở nhà mới đi liền đó Thì bả mới nói nè, bả nói tôi về là ổng đi à. Có à, không không kệ không có không, kỹ gì đâu, có mừng kệ gì ta bữa nay mới lại sớm đó, không? Vậy đó hả? mỗi ngày là chiều chiều không à, Ủa con thấy chắc củi đó vậy chú Rinh? chắc củi mới mới làm Mời có rồi ca hả? mời có người thiêu quá cho chú à, mời có người thiêu. Ủa chú Mấy đi đâu về vậy? Uống nước mà mới ở nhà nằm đã chỗ rộng đó, bây giờ mới đi nè. giờ lần mời thêm mấy giờ? Mười cho mày tao hay chú. Ca đó mấy mười giờ? mười mười tám giờ, nghe nói 8 giờ không. Vậy đó hả? Cái ngày này cũng là cái ngày đó, cho vậy mời vô này là xã uống của nước chú Rươn này cả nhà. Kệ kệ sách mày vô giùm, tiếp nè, sách vô đi con. Con này vậy còn bạn bạn đâu có chú ơi, chú đó gái đó hả? Cho con gạo nữa, bịch gạo. Cảm ơn. Kệ kệ ôm giùm cho chú ôm đi. Rồi cái nhà trước của chú Sơn là cỏ đây do bò ăn. Này con của chú. Này bà xã. Bữa nay có duyên gặp với anh Khải, anh dẫn vô sẵn thì chia sẻ với bà con cô bác hổng gài. Thì cái vụ này cũng nguội bớt, nguội dần rồi, cũng dịch Covid nữa cũng may đấy, ít là thăm. Cũng lâu rồi cũng đi vô thăm anh. Hôm nay trở lại chia sẻ cuộc sống của mình coi thế nào. À, tới gần tới nhà của chú Rương là có bò kêu rồi đó. Dạ. À, tiếng bò kêu. Ờ, nhà đẹp hơn hôm trước này ha. Có đầy đủ tiện nghi chưa ha. Rồi, cây nước cũng vô rồi rồi. Vậy đó hả? Cây nước vô rồi, hết luôn phải không? Mới lại mua cái đó. Ai bây giờ là cái cũng có một số cô chú anh chị á. Đó là cái giường này chú để cái này không được. Mà nằm là phải quay đầu ra ngoài. Vô trong chứ không phải quay đầu ra ngoài. Nếu mà vô trong á thì nếu mà quay đầu ngoài vô trong thì đặt bàn thờ. Cô chú không chịu không? Anh nghĩ thế nào? Khóa phần người dân tộc ta chịu. Người dân tộc thì ta chịu vậy đó, chịu cái thích cái đầu để ở ngoài à, đầu đầu để ngoài gì hả? Dạ. Vậy là cũng nói rõ ha, là người dân tộc thì à, cái phong tục này cái phong tục á, phong tục của người dân tộc á. Dạ. Thì đầu thì đưa ra ngoài, đầu ra đưa ra ngoài cũng như à. Họ cũng thí dụ như mình nằm dưới vậy đấy à, vậy đó hả? Đầu ra thì dạ, chứ ngoài dạ. Chứ trong cái kênh của em đó thì có cô chú anh chị nó là để gì thì nằm đặt bàn thờ á. Dạ. Không được. Dạ. Dạ vậy đó. Có ý kiến gì cũng được. Ừ. Mời rồi, ngồi đi. Chú ngồi ở đâu có ngồi? Ngồi dưới đất thì bình dân. Không, đầy đủ tiện nghi, mạnh thường quân hỗ trợ nhà đẹp hơn trước rồi nè. Uống nước không có nước này, bây giờ nó có cái này không à. Đi cắt cỏ đó hả? Trời ơi, tôi cắt mấy mười mấy ngày rồi. Yeah. Ý đi mừng không, bữa nay mới về sớm được bữa đó thì là mừng, người ta về hết rồi, còn chỉ có quét dọn vui nồi chuyện gì đó. Dạ. Ê, ngồi chứ hả chị? Ủa chị đi làm gì? Đi làm bánh. Bánh mùng 5 tháng 5 bánh nấu á. Mùng 5 tháng 5. Bây giờ đi còn làm sao? Bây giờ qua ai qua đi dọn dẹp. Thôi thôi làm á thì bài ra, bây giờ nó quá trời giờ. Đi dọn dẹp rồi. Mùng 5 nấu đi làm gì không chị? Qua ngày người là ở nhà. Hôm gài cũng ít người lại quay hả chú? Ít. Với năm ngày có, 5-6 ngày có hả? Không gà dịch cúm nè, tôi con cũng hạn chế. Ngày tăng mấy trăm ca. Căng quá trời quá vậy tình hình. Vậy không gà là ngày liền luôn không? Có ngày nào trống không? Có ca. Cách 2 ngày. Dạ. Cách 2 ngày, thí dụ cái lò này nó không vô thôi. À. Vô là vô có cọc không? Vậy đó hả? Ờ, 2-4 vô vậy á, nó có cái linh ứng nha ha. Cái tùy ý hồi đó vậy đó. Dạ. Làm vậy rồi bằng đêm rồi mình chỗ đó mình không thấy gì không chứ? Tôi không thấy, tôi không
thấy gì. Người nào người ta thấy là thấy gì, rồi còn đối với tôi không thấy gì hết. À. Ngủ giấc sáng vậy đó. Như mình làm gì biết đây ta phù hộ cho mình, không cho mình thấy gì. Không cho mình thấy. Còn cái người ta đi làm gì á ba lợi. Với cái vía của chú chắc cũng mạnh đó. Người mạnh số mình cũng mạnh, mạnh nó chứ yếu là thấy người đi lại mà thấy như là người đứng vậy đó mà bận đồ trắng người ta đứng trời ơi gì đó hả. Dạ mấy người ta đi làm gì ngang đây người ta thấy cái tới đi ra người ta hỏi nói vậy chứ chị có thấy gì không, trời ơi đi 8-9 giờ có thấy gì đâu. Lúc đó tối chưa chị? Tối à, tối 8-9 giờ đêm á. 8-9 giờ đêm là đi là thấy liền đó hả? Dạ mấy người kia người ta đi người ta thấy. Ồ, còn như là em đi ra là không có thấy người ta hỏi gì chứ người ta thấy rồi chứ tôi đi ra đằng này có thấy gì nó không có thấy gì. Thấy mình đã nói đúng rồi đồ của tôi không thích. Dạ cái gì tôi không thích đồ đó gì có mình nói. Còn như là tôi thì thật tình ta hỏi thì tôi không có thấy, bởi vì tôi đi đường này là thường xuyên là không thấy. Còn mấy người ta đi làm gì người ta chạy ngang ta thấy, thành ra bây giờ thì người ta thấy gì thành ra giờ ta không dám đi. Tao dám đi tối nữa không? Tao dám đi tối. Đây ta sợ. Dạ. Tôi tính nữa mua có 100 thước tôi đi cọc. Đi cọc và dám nuôi cái dừa đó. Sáng đó. Cái đó xin trong chùa ra điện trong chùa ra cũng được nha. Đâu điện mình có nè. Mình mua chỉ cái chỉ mua dây à. Ờ tống dây. Còn không mình dắt chỗ đó đừng mình đi không được. Đây nước vô đó. Nước vô rồi đó hả? Vô rồi, đặng cho vợ cho cảnh cảnh đặng mua xe măng lại làm xung quanh. Ờ gì làm chưa nền, chưa làm nền phải không? Chưa. Dạ. Mới lắp nước rồi hả? Dạ. Đóng mấy ngày. Cái nước lắm mà nước nước máy mà. Ngày vậy hả? Cái nước này nước máy mà phải không? Nước máy á. Ờ nước máy nó tốt hơn. Tốt hơn cái mình đóng cái nước. Dạ đúng rồi. Cái nước hư không à. Hết nhiêu tiền vậy? Cái đó là tổng cộng luôn là người ta tiếp mình tổng cộng hết 2 triệu. 2 triệu hả? À, ống hơn 1 triệu. À. Người ta ta làm cái đã nào tiếp bơi tiếp móc tiếp bò gì đó cho ta 2 cái bia rồi cho 1 ký thịt bò. Dạ. Người ta làm gì làm đấy. Người ta tiếp mình nói chung ra thì gia đình ngồi sát vô ẩm chúng đi. Dạ. Sao nhau quá vậy? Nó đẹp. Dân đó toàn dân tốt không? Người làm tiếp ở đó cũng là thợ đó. Dạ. Thợ điện lực đó. Dạ. Làm cho không. Dạ. Mình lẽ nào mình làm. Đúng người rồi. Ta làm lẽ nào mình không có cái nước nuôi gì cho đúng ta. Rồi. Đúng rồi. Họ không có đòi hỏi không chịu chúng ta, tôi không có cho tiền đâu. Tôi tặng cho cái này nè. Vì ổng thứ bảy chủ nhật là ổng đoàn đã lại đã quất rồi. Tôi tiếp nha. Dạ. Là đi được ngoài kia vô. Dạ. Thấy không, gặp mấy anh em bạn anh đấy cũng tốt nha. Dạ. Chừng nào cái nước máy vô không được hay là đóng cái nước chứ nước máy nó xài tốt hơn. Nước máy xài tốt đó. Hơn. Bây giờ là coi như là xài thoải mái thì không cần là tắm vũ ở dưới sông dưới mương nữa rồi. Dạ. Chứ cái mương đó mình thấy dơ lắm đó nha. Trời ơi nước là còn nước. Thuốc sâu không ruộng thuốc sâu dưới cái nữa là tôi thấy là như là tới mưa xuống là cái cho cốt cho nó chảy xuống mương này nó chảy xuống mương này là anh xài là cũng chung dòng nước đó luôn đúng không, cốt nó không có sử dụng này cho cái cho cái nước cho bụi tàn á biết thật tại sao không, cái khuôn đất ông lục gì nó cao hết trơn cái mưa lại nó ướt nghĩa nó xuống là gãy cây hết trơn chứ nó cũng vẫn chạy tràn á, thì nó cũng có ra có nhiễm thì bảo đảm là có nhiễm rồi nhiễm mà chắc ăn. Nhưng mình không có tắm mình không có chỉ là nấu cơm nấu gì mình nấu cơm nước thùng đó suối thì nấu cơm nước thùng giặt lò giặt ok dữ lắm rồi trời ơi gan á giờ thùng thủng cũng xài lâu lắm lấy lần 2 chục. Không, bây giờ là anh là chỉ lấy nước thùng nước để uống thôi. Dạ. Còn nước cái đó thì mình sinh hoạt mình tắm rửa mình nấu cơm là cái nước đó cũng được. Dạ. Anh mua thùng anh xả vô trong cái lu đó. Lâu để cho nó đi có đi phèn thì mình lấy đó mình nấu cơm. Dạ. Nó tốt lắm á. Nói chung ra được các cô chú anh chị mạnh thường quân trong và ngoài nước cũng các cái kênh YouTube của mấy anh em kia giờ cũng đưa anh chị lên cái YouTube đó cũng có cô chú anh chị thì mình thường quân ủng hộ cô chú anh chị thì cũng mừng đó. Dạ. Cũng thật sự là tụi em là cũng mừng cho anh chị nhiều lắm. Dạ. Chứ nhờ cái đồng tiền đó mình mới là trang trải được cái mua đồ đạc rồi chứ không có thì cũng không có luôn. Không có là con cũng giờ này nó ở
đi coi phim đi coi hàng xóm à, điện nước rồi là mừng lắm rồi, với yeah. mua số như là giường bếp ga tivi rồi thấy không yeah. thấy được lắm rồi đó, mua được nhiều á, chuồng bò cũng mua, mua cái bê yeah. gài lợi xung quanh dồn đêm bệnh cũng đỡ à, được đỡ lắm yeah. chứ yeah. chứ nói thiệt, chứ nói thiệt anh chị làm mướn con cái mà đâu cũng sao dư được số tiền yeah. của nó được, thiếu nợ không à, bắt đổi qua ngày chứ không có được mua sắm gì được, chỉ là sắm qua rồi ngày. bây giờ mới thấy anh chú đẹp rồi ha, còn chút xíu nữa tiền điện bây giờ còn cái này nữa, đủ tiền điện thì coi như là coi như là này không là mình đi làm nhưng mình gán đi làm tiền cái chuyện mình gán mình cứ gán nè dạ. con sức cũng bây giờ hơi yếu quan nữa. Trọng á, mình để cho con cái nó sáng nó có đèn, nhất là có đèn đi học nè, đèn điện nó học nè, có tivi nó xem nó khỏi đi chơi nè, nó mở mang được kiến thức nè, thứ hai nữa có nước nôi thì mình sinh hoạt thì nó rất là tiện lắm nó, chứ giờ mà không có đó thì nó cũng khổ lắm. Nó giờ nồi cơm điện là giờ bếp ga có sẵn giờ đâu có cần làm bếp củi gì nữa đâu. mà chú Linh có để không, chú có cảm nhận là cái chị Thí này mất là có giống như có duyên độ với chú không? Chú có cảm nhận không? Người à người đã hổm á. Cô Thí đó. À. Bữa vậy tụi nó trời ơi, nhờ cô đó luôn, mình thí dụ đây dạ. nhờ cô đó vậy đó, nó có mình cũng có duyên với cô dạ. mới là tới lần ngày hôm đó hồi nào tới giờ thiêu đâu có ai lại đúng không, có ai giúp mình gì đâu ha, cũng mười mấy năm đi làm rồi cũng mới là được hợp được năm nay lần đầu tiên ha dạ, nhưng tôi chưa được có rảnh dạ. 100 ngày tại vì hồi cái bữa là đám làm tận đó dạ. tôi tính đi rồi tính đi rồi cúng kiến cho ấy rồi những đám làm tận đâu bị nữa dạ. mình thiêu nữa à dính dạ. chiếc kẹt kết nói với nói chừng nào ta lại mời ông Lục thì mình gửi đi mình dạ. đi không được mà đâu có gì tới giờ đó giờ gấp luôn yeah. đã trễ 9 giờ rồi cái này đương là băn khoăn luôn là chị là không có được đi nói yeah. thôi chịu để cho tới 100 ngày đấy chị 100 ngày là hai bà đến ha đến cũng dự đốt cúng đốt nhang rồi tôi lịch sự lắm tôi hiểu tôi biết lắm yeah. nhưng tôi để trong bụng không à yeah. tôi biết ơn người đó lắm yeah. chứ dù gì cũng có em Thí đó là mình có cái duyên với anh yeah. với chị yeah. sở em mới biết được cái hoàn cảnh gia đình chị chứ yeah. không có cái vụ em Thí thì cũng các cô chú anh chị cũng không có biết tới anh chị đâu yeah. đó thì anh chị cũng tranh thủ anh hứa cho nói là tranh thủ à trời ơi tôi hứa là tôi nói mà nhưng chưa có cơ hội mà đây đó thấy chưa đi mần hoài bây giờ mùng 5 tháng 5 là ta chỉ là mùng 4 là mùng 5 ta nghỉ hết rồi họ còn đi mần tới bên đây mùng 8 còn mới thêm ngày nữa kìa yeah. tôi nói nghỉ đi nghỉ rồi chưa nghỉ đặng mua xi măng này tôi mượn Lục á dắt vô cát mà nó chỗ đó có mấy thùng bê à xây cái phải xây cái thành mới được nha để cho nó dơ lắm không phải là xây đó này sửa xăng này nữa rồi mình biết của khối đó rồi xi măng đó mà ý chưa rảnh cái đó tôi làm ơn không đó, sao đó nhà tôi làm tôi làm ơn không đó thì làm ơn được làm ơn mà đỡ tốn công dạ. mình đỡ mà mướn ta đỡ chúng ta đó thì mướn thôi đó còn khổ đâu có gì đâu dạ. dạ. đá hút gì đó rồi đem đi đầm là cho đi ơn không đó dạ. như vợ tiếp nha dạ. giờ em ta nói là đồng đồng làm vợ là tặng đông cũng gác cạn dạ. có khi người ta thấy một cái sức mình thấy của cái sức tuổi còn trẻ lắm yeah. kêu đi mặn không chịu đâu thở nhà nhậu vậy đó nó y làm bê chờ bê đấy đúng đúng ờ, chờ cái món đó đi mình nhảy lung tung còn chưa còn chưa muốn xong nữa à, chưa đủ ăn nữa nói chung ra thì mình còn sức thì mình cứ làm yeah. mình làm để làm gì làm cũng để cho con cái mình thôi chứ mình khi nào làm để cho cha mẹ bao giờ đâu yeah. người cha thì lúc nào vậy thì mình còn sức làm chừng nào mà nó có đủ rồi thì ôi nó trượt để cho con cái nó hưởng yeah. cái điện thoại nó mới mua đó kêu mua là dạ cầm để vậy mua cái này là mai mua cho lắp cho dễ là điện biết là số điện thoại rồi mình đừng quên cho nữa ha dạ yeah. cái đó mua là 2 triệu hai yeah. triệu 400 mấy cầm cái gì rồi coi đi kêu lại đây không biết xài biết gì đâu nói ở nhà đây là coi không thấy đường nữa dạ. hay quá dạ. Ồ, này nè dạ. cái mua cho vợ một cái nữa sẵn đây cho em mua cái cùi bắp cho em
Đúng rồi, đi làm, đi làm xài củ bắp đi. Dạ. Để bắt à. Ừ. Với nít nha, đừng cho nó xài điện thoại nhiều quá, nó còn học hành nữa nha. Dạ. Có giờ giấc. Đúng rồi đó. Để dành theo dõi mạng đồ, tụi con đăng đồ này kia, anh em Mạnh Thường Quân đồ đăng đó là coi. Nó chưa mở cho ông coi. Ở YouTube nữa. Mở YouTube lên coi, đăng có cái đăng ký mạng không? Không biết có thấy gì không nữa. Có kết mạng không? Có kết đây có wifi không? Không. Rồi không là sao vô được, phải đăng ký 3G mới được. Lên chùa. Dạ. Đó, đó để nữa dạ, sao đi. Đi xem vòng vòng nhà, cứ đi là được cái bếp của nó kìa, được mà không cho nó kìa. Giường nè, bếp ga. Rồi cái tủ tivi. Rồi cơm điện. Rồi cơm điện. Đầy đủ. Là như là bạn nó cũng cho ha. Bếp ga ha. Giường mới luôn nè ha. Mua gì tặng đây nè, đây mua bếp ga nó tặng đồ rồi đồ tặng đó ha, quá nhiều luôn, mới bếp ga ta tặng đồ nhóc luôn, chị ta cho mình phải làm liền chứ đâu phải dạ. Hỏi là tôi không biết tính toán là như nãy lên đó thì cái phần một phần gạo với cái phần rồi mình đi ra phía sau tham quan nhà của chú Rươn nha, chú Sài Rươn là chú người thiêu xác của chị Thúy á cả nhà, dự án Tây Ninh đó. Đó để hai ba ngày bữa nay. Đi xuống đây cũng đây, đây là cây nước cũng Mạnh Thường Quân hỗ trợ đóng. Có nước máy em ha, nước sạch xài. Ha. Cắt nó đi, rửa tay cái đi, tôi chụp hình nha. À, đứng quay lại. Quay đứng bên kia, mở rửa tay cái coi. Rồi. Ngày không nấu khổ nha. Chưa sáng nấu. Rồi. Rồi cắt lá được rồi. À, đây là phía sau lưng nhà của chú Thịt Sà Rươn cả nhà. Bên đây là chỗ chú đổ phân bò. Ở phía xa xa bản là cái lò thiêu của chùa đấy cả nhà. Mà nuôi bò đẻ mỗi năm là yêu cầu là 5 con, 5 con. Đẻ 2 con đi. 2 con đâu. Ờ. Ồ, này là dồn hết trơn ha. Dạ, cái dồn bên nhỏ vậy mà nó còn phóng ra nổi nữa đó. Vậy đó. Đó, phóng ra vậy mà tôi phóng ra nữa đó hả? Phóng ra nổi nữa đó. Nè, với tôi cột này. Nó phóng ra nó nhảy. Đó, con nhỏ nhảy rồi hả? Dạ. Con đó nó nhảy ra. Nào, tôi giờ không nhảy mới nhảy là bữa hôm qua tôi lại vừa đi cắt cỏ gì cái một nó chạy từ đó lại nó phóng cuộn ra muốn trời không ra nổi. Không có đủ gì hết trơn á. Thôi được vậy thì nói chung quá trời mừng rồi ha. Dạ. Chị dạ chị đến cảm ơn Mạnh Thường Quân diện cái coi. Dạ. Để cho cô chú anh chị biết coi. Dạ. Chúc cho chú bác ở ngoài trong nước ngoài nước và Mạnh Thường Quân lại tiếp ủng hộ cho là em đây. Dạ. Dạ. Cho em bây giờ em đã xây cũng được cũng một số được cũng nhiều rồi. Xây nước rồi ha. Xây nước, bếp ga, tivi, giường. Giường. Rồi, tủ cơm điện. Cơm điện luôn. Dạ. Bếp ga nhỏ lớn thì cũng có hết. Vậy là coi như là đủ sinh hoạt rồi ha. Dạ. Cảm ơn các cô chú mình được rất nghe. Dạ. Cảm ơn rất nhiều thiệt đó, trong nước ngoài nước và chú bác ở Mạnh Thường Quân ở ngoài đó. Dạ, dạ. Rất là cảm ơn nhiều luôn á. Dạ, dạ, dạ. Miễn là rảnh cứ làm mà. Chứ đất này không cho để vậy đâu. Dạ. Dạ. Lại, à, làm từ từ. Trang xi măng vậy lại hết trơn. Để cho sạch nha. Dạ. Dạ. Rồi từ từ tới trời mưa đầu ra vô đó dư thì mình xịt nước bắn mình quét ra đúng để rồi. Nó đỡ dạ. Cho sạch. Chứ còn trán gạch thì nó trơn lắm. Rồi đừng có trán gạch. Làm xi măng vậy. Sao sao mình trán gạch. Sao trán gạch trơn té. Không đâu làm nhà sao chỉ là lo trán xi măng cho nó sạch. Trán xi măng là cho sạch sạch đừng có mưa. Cho nó sình là được rồi. Dạ. Thôi vậy tụi em đến thăm anh chị ha. Rồi tụi em xin phép về. Tụi em chúc anh chị dồi dào sức khỏe ha. Dạ. Rồi cố làm ăn nha chị anh chị ha. Rồi bây giờ mời vô dùng nước chấp đây. Dạ. Rồi. Rồi. Dồi dào sức khỏe ha chú. Dạ. Để còn tiếp bà con nghèo mình đến lò thiêu mà này kia nhiều lắm. Nhiều lắm. Tôi bây giờ được củi nhiều lắm. Dạ. Chưa đi cua. Dạ. Rồi video mình cũng xin kết thúc tại đây, hẹn mọi người lại video tiếp theo nha.